Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Java Veloci, một mẫu xe mang thương hiệu của Ý, được trang bị cấu hình bộ chuyển động Shimano Clarit vành DK. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì là khung nhôm, lớp sơn nguyên bản. Lớp sơn nó còn rất là mới. Tổng thể chiếc xe còn rất là đẹp. Xe thì chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cũng như là xe bãi không thể tránh khỏi. Trang bị bộ tay lắc Shimano Clarit, phanh 3 mảnh, vành cao bản DK, trang bị đùi đĩa trục rỗng đè chuyển số Clarit. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m59-60 đến khoảng 1m7 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Vâng, và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 7,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với cả ấn chuông để có được những thông báo mới nhất về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.